Xin chào tất cả quý khách hàng đang xem kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Chạy đua với những cái căn nhà giá rẻ thì thật sự luôn là Ngọc Ánh không thể lại được quý khách hàng ạ. Bởi vì sao? Chưa quay thì đã bán hết rồi. Dự án 7 căn mới nhất thuộc phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông. 7 căn chưa quay mà đã bán mất 4 căn rồi quý khách hàng của em. Hôm nay xấu một chút cũng được, không gọn gàng một chút cũng được, nhưng nhất định phải quay lên để gửi tới quý khách hàng, để khách hàng không thể bỏ lỡ cái video này, không thể để bỏ lỡ cái căn nhà này. Hiện tại chỉ còn 3 căn trên 7 căn thôi nha quý vị. Và cái giá chào bán thấp nhất từ 1 tỷ 970 triệu đồng, đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, giấy phép xây dựng đầy đủ từng căn, hỗ trợ ngân hàng tối đa 80% giá trị nhà nha mọi người. Trời ơi, mọi người có thể tin được không, từ vị trí ngôi nhà này cách bến xe Yên Nghĩa chỉ 1,2 km thôi, cách với lại ngã tư Lê Trọng Tấn này, cách với lại trục đường cuối đường Tố Hữu Lê Văn Lương, phải nói là nó quá là gần, nó chỉ 5 cho tới 1 km, rất là gần. Xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3, vô cùng tiện lợi. Với căn nhà này, Ngọc Ánh sẽ quay đây, ở đây như quý khách hàng nhìn thấy đây. Ở trong này có tất cả là 5 căn nhà, thì ở đây là đã bán 2 căn và chỉ còn 3 căn duy nhất thôi mọi người ạ. Và cái hướng nhà thì cũng chỉ còn 2 hướng, hướng Tây Nam và hướng Đông Bắc. Quý khách hàng lưu ý hộ Ngọc Ánh, nếu như mà quý khách hàng nào đang tìm hướng nhà Tây Nam hoặc đang tìm hướng nhà nào Đông Bắc giá dưới 2 tỷ, sắp xỉ 2 tỷ, thì đây là căn nhà vô cùng mơ ước. Và với một số quý khách hàng thì đấy đang tìm cái nhà ở trong D mọi người nha, thì đây vị trí ngôi nhà này thuộc trong D của phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Cụ thể căn nhà này Ngọc Ánh quay là 2 tỷ 030 triệu đồng. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin này, quý khách hàng cố gắng xem hết cái video review từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 giúp Ngọc Ánh để có thể không bỏ lỡ bất kỳ một cái chi tiết nhỏ của ngôi nhà nha. Với căn nhà này, hướng nhà cụ thể là hướng Tây Nam mọi người ạ. Mặt tiền là 3m4, thiết kế và xây dựng là 5 tầng, 3 phòng ngủ lớn, 3-4 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 1 phòng thờ, 1 sân phơi riêng biệt. Đây phần là phần cửa chính của ngôi nhà, quý khách hàng có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh đây. Ngoài mặt tiền của ngôi nhà đều đã được ốp đá granite rất là đẹp. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với những căn nhà xây theo hình thức liền kề phân lô thì Ngọc Ánh xin nhắc lại với quý khách hàng, xây theo hình thức liền kề, tuy nhiên tường riêng, móng riêng, cột riêng nha quý vị. Quý vị hoàn toàn yên tâm, sổ sách riêng biệt, sổ đỏ riêng biệt từng căn, hồ sơ điện, hồ sơ nước riêng biệt từng căn nha quý vị. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà, Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi. Nếu không quay thì quý khách hàng sẽ rất là trách là tại sao chị không biết đến căn nhà này, anh không biết đến căn nhà này mà đã bán mất rồi. Thì rất là tiếc với quý khách hàng yêu quý của em đang theo dõi kênh và đã theo dõi kênh rất là lâu rồi. Căn nhà này gần như là chỉ còn một chút ít về cái phần dọn dẹp vệ sinh là có thể dọn đồ về ở ngay lập tức nha quý vị. Còn phần phòng khách đây quý khách hàng nhìn thấy, với cái diện tích 30m² thì cái phần phòng khách thiết kế rất là ok nha mọi người. Đấy, gạch lát nền kích thước 60-60, xen kẽ hai màu đen trắng, rất là tinh tế, cũng như là nhìn bước vào trong cái ngôi nhà cảm giác không gian nó rất là rộng và rất là sang. Phần phòng khách đây mọi người có thể nhìn thấy giúp em đây, đều được chủ đầu tư trang trí những cái vật liệu rất là đẹp. Kệ tivi, đấy, quạt trần, hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần tiết kiệm điện. Với ngôi nhà này quả thực luôn, cái giá gần như là hợp lý nhất khu vực. Và quý khách hàng chỉ việc dọn đồ về ở ngay thôi, sổ đỏ bàn giao ngay lập tức nha mọi người. Tiếp nối để với cái phòng tầng 1 của ngôi nhà thì đây chính là phòng bếp mà tất cả các chị em nội trợ nào cũng quan tâm. Với cái phần phòng bếp nhỏ xinh, tuy nhiên thì không thể không đáp ứng đầy đủ công năng của các chị em mình được ạ. Bởi vì sao? Toàn bộ phụ kiện bếp đi kèm đều chất liệu inox 304 này, vòi rửa, chậu rửa đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi. Mặt bếp thì được ốp đá granite và xung quanh bếp thì là toàn bộ là được ốp gạch 30-60, rất là sạch và màu sắc thì rất là trang nhã của cái căn phòng bếp này nha mọi người. Ngoài ra tầng 1 của ngôi nhà nhỏ thế thôi nhưng mà vẫn còn một phòng vệ sinh nữa nha quý vị. Phòng vệ sinh thì đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 5 tầng của ngôi nhà này.
Với cái ngôi nhà này, ở phía trên tầng 5 đã được lắp đặt sẵn một cái bồn nước một khối và phía dưới tầng 1 là có một bể ngầm 2 khối 7 nha quý vị. Hoàn toàn yên tâm, nước sạch mọi người ạ. Và phần cầu thang được ngăn cách với lại phòng khách bởi một cái vách CNC rất là hợp lý. Đó, quý khách hàng có thể nhìn thấy không? Với cái căn nhà 30m thì thực sự để mà nói nó không phải là diện tích quá lớn. Nhưng với cái thiết kế tinh tế của chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng thì gần như là mọi người có thể nhìn thấy em review từ tầng 1 trên tới tầng 5 của ngôi nhà. Quá là hợp lý nha. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà được thiết kế hoàn toàn là gỗ lim, mặt bậc cổ bậc cầu thang là ốp đá xanh granite. Quý khách hàng cứ hoàn toàn yên tâm, không phải nói để câu like, câu view. Quý khách hàng xem video ở trên màn hình mọi như thế nào thì quý khách hàng đến đây gặp Ngọc Ánh và gặp căn nhà là như thế. Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm, cái giá mà chủ đầu tư đưa ra cũng hoàn toàn yên tâm nha quý vị. Giá đấy là giá từ chủ đầu tư đưa tới tay khách hàng chứ không phải là từ phía bên em mà tự đưa giá tới tay khách hàng, cho nên quý khách hàng không phải lo nghĩ về cái vấn đề về giá. Mời mọi người lên khám phá tầng 2, 3, 4, 5 cùng Ngọc Ánh nha. Bước chân lên trên phía tầng 2 là một cái hành lang đi vào trong căn phòng rất là rộng, rất là đẹp. Với ngôi nhà này nó cũng là hai mặt thoáng nha quý vị, cũng rất là thoáng. Ở phía cầu thang đi lên là có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài và hành lang toàn bộ các từ tầng 2, 3, 4 là được chủ đầu tư lát sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Đó. Căn nhà này là hướng Tây Nam. Ngọc Ánh xin nhắc lại, quý khách hàng nào đang quan tâm tới hướng Tây Nam thì vị trí cái dự án này chỉ còn duy nhất 2 lô hướng Tây Nam và cái giá thấp nhất là 1.970.000.000. Quý khách hàng theo dõi kênh của em cũng như là xem kênh thì cố gắng xem từ đầu đến cuối tất cả cái giá cả cũng như thông số. Ngọc Ánh gần như không bao giờ quên mọi người nha. Không phải inbox riêng làm cái gì mất thời gian ra, mọi người chỉ cần xem video là có thể nắm rõ ràng về giá cũng như là cái thông số nhà rồi. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy diện tích căn phòng ngủ rất là lớn với cái lát sàn gỗ, cái màu sàn gỗ cũng rất là hài hòa. Và phía trên tầng 2 đây, trần phào được chủ đầu tư thiết kế cũng rất là hợp lý. Đó. Phía trên trần là cũng được thiết kế là trần thạch cao mọi người nha. Đấy, rất là đẹp. Và ở phía tầng 2 của ngôi nhà có một nhà vệ sinh. Đây, nhà vệ sinh đầy đủ về hệ thống bồn cầu cũng như là hệ thống sen tắm nóng lạnh, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Toàn bộ cửa thông phòng được thiết kế đây mọi người nha. Mọi người có thể nhìn thấy trên video đây ạ. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế được giống hệt tương tự như tầng 2. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thiết kế như nhau nha mọi người. Giống hệt nhau luôn ý ạ. Với cái phòng ngủ rất là vuông vắn, rất là dễ dàng để quý khách hàng có thể chọn nội thất cũng như là sắp đặt cái nội thất trong cái gian phòng này. Vô cùng hài hòa, vuông vắn, đẹp. Cửa sổ thì tất cả các căn phòng đều được chủ đầu tư lắp đặt đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Quý khách hàng chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Đó. Cửa thông phòng toàn bộ là cửa nhôm hệ nha mọi người. Đây ạ. Cũng rất là chắc chắn, an toàn. Tầng 3 cũng vậy, cũng gồm một phòng vệ sinh. Như quý khách hàng đấy, Ngọc Ánh chia sẻ với cái căn nhà 5 tầng này thì có tận 4 phòng vệ sinh, 3 phòng riêng biệt. Và mời khách hàng theo anh lên tầng 4. Với 3 phòng ngủ vô cùng rộng mọi người ạ, bước chân lên trên phía tầng 4 là đã có 3 phòng riêng biệt rồi. Rất là rộng, rất là thoáng, rất là hợp lý với cái vị trí của ngôi nhà. Cái vị trí dự án này nói thật nó là quá hot luôn ấy. Chưa quay lên mà đã bán 4 trên 7 căn rồi. Đó, thì quý vị có thể biết rằng là cái giá nó phải hợp lý như thế nào thì khách hàng người ta mới cân đối sớm nhất như vậy để chọn lựa cho gia đình những cái ngôi nhà mơ ước. Đây là và nhà vệ sinh thứ tư của ngôi nhà nha mọi người. Mọi người thấy không? Đầy đủ công năng, có tận 4 nhà vệ sinh rộng. Vị trí của ngôi nhà thì gần như là trung tâm của khu vực, gần với lại khu đô thị Đô Nghĩa, gần với lại bến xe, gần với chợ trường phường trạm. Wow, quá tuyệt vời đúng không ạ? Phần còn lại đó là tầng 5 của ngôi nhà, chắc chắn quý khách hàng sẽ quan tâm chỗ phơi đồ đúng không ạ? Mời khách hàng theo em lên khám phá tầng 5.
quay luôn. Với tầng 5 được thiết kế như sau, bước lên trên phía cầu thang tầng 5, quý khách hàng có thể nhìn thấy giúp Ngọc Ánh ở đây có một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Và như Ngọc Ánh chia sẻ, cầu thang, cái tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 đây, toàn bộ chất liệu đều là gỗ nha, quý khách hàng của em. Và tầng 5 được bố trí như sau, gồm một khu vực để phòng thờ và một khu vực đây chính là phần để máy giặt mọi người ạ. Và một phần sân phơi ở phía bên ngoài. Thì đây quý khách hàng đã nhìn thấy, với cái căn nhà này thì chỉ có duy nhất trên tầng 5 này là chủ đầu tư lát cái gạch gỗ mọi người nha, gạch màu giả gỗ ấy. Và đây là phần sân phơi. Đây quý khách hàng ơi, phần sân phơi ở ngoài này cũng để sẵn cái vòi chờ để rửa rồi. Rất là mát, hướng nhà mát vô cùng nha mọi người. Đói review rất là chân thật từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 cho nên cái giá bán hướng nhà, thông số nhà, quý khách hàng còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay cho Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý khách hàng để chọn lựa những cái căn nhà mà quý khách hàng mong chờ nhất, hỗ trợ quý khách hàng tốt nhất từ khi mua nhà cho tới khi khách hàng cầm được cuốn sổ đỏ trên tay. Vậy thì quý khách hàng muốn biết thêm thông tin này, muốn được tư vấn này, muốn được hỗ trợ về bên ngân hàng, vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình nhé, 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo của nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.